Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn HC nhá. Thì lời đầu tiên trước khi trận đấu bắt đầu ấy, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ủng hộ cái video ngày hôm qua của mình. Cái video mà chỉ ăn gà rán, lấy cái top 1 ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ tăng cái độ khó lên một chút xíu. Vẫn là chỉ ăn gà rán, nhưng mà mình sẽ không uống nước nữa anh em nhá. Không uống nước ở trong KFC luôn. Đấy, cái bình nước ở trong KFC có bán ấy, thì mình cũng sẽ không uống luôn. Mà mình chỉ gọi là ăn đúng gà rán thôi anh em nhá. Đấy, một bịch gà rán, hai, ba bịch gà rán này. Trời ơi, chưa gì đã có bát gà rán rồi. Quá ngon luôn. Ok. Nào, còn không, còn không. Cố gắng lút thật nhiều anh em ạ. Nói chung là không có nước thì nó cũng khá là nguy hiểm ấy. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng lút thật nhiều cái gà rán mà hồi 100% máu ấy. Đây, làm một miếng gà rán nữa. Thế là ok rồi đấy. Mình sẽ lút qua mấy cái căn nhà này để xem là có ván trượt hay là có xu không. Thì mình sẽ mua thêm ít gà rán nữa đi. Để nếu mà đã đi rồi thì không quay lại nữa anh em ạ. Rồi, ui, M4 đúng không? Ui rồi ôi, quá ngon luôn. Ui, combo này thì nói thật với anh em là phi vào khu sự kiện thì chỉ có gọi là clear khu sự kiện luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ mình chỉ cần đúng một cái ván trượt mới lại tiền nữa thôi anh em ạ. Đây chắc chắn là boss rồi. Ok. Rồi, hợp lý. Xem nào, con boss. Ui, con boss không có tiền anh em ạ. Giờ rất là cần nhiều tiền nhá. Có tiền là có tất cả. Ô, ái da, khu sự kiện có người anh em ạ. Rồi, bình tĩnh. Chắc là mình dừng ở đây đi. Ô, đây rồi, thanh niên chắc chắn là thanh niên này vừa táp SKS đây đúng không? Rồi, xong luôn. Xong đời bạn luôn. Rồi, đi luôn. Goodbye and see you again bạn nhá. Trời đất ơi, thanh niên lại chạy ra ngoài này. Chắc là mình nghĩ không phải là ăn boss đâu anh em ạ. À, không phải ăn mấy con zombie đâu. Mà chắc là đi ra tham ăn boss đấy. Rồi, xem bạn có đồ không nào. Ui, nhiều đồ thế này. Ui, dầu dã man 13 đồng. Thôi có khi là quay lại mua ít gà rán xong rồi quay về khu sự kiện sau anh em nhờ. Như thế có khi lại hợp lý đấy. Ui, khu sự kiện vẫn bắn nhau căng vãi trường luôn. Bình tĩnh đi các bạn ơi. Ui, tiếng pháo giòn tan luôn anh em ạ. Ô, có thanh niên đi Bắc Ghi à. Ô, lấy xe đi à. Thôi, người nào đã đi rồi thì chúng ta cho qua anh em ạ. Nào, vào đây cố gắng clear khu sự kiện xong sau đó đi tìm khẩu DPS anh em nhá. Ô, có thanh niên đang bò này. Ái da, còn 4 tên nữa. Nào, để xem nào. Ui, ui không kịp rồi. Nào, ra lút đồ đi bạn. Ra lút. Ô, không ra lút à. À, chạy vào nhà cứu thanh niên đang bò. Rồi, để mình túng cho bạn ấy trái nết. Thêm trái nữa đi. Thêm trái nữa. Ui, thêm trái lửa. Ôi, ngon. Nào bạn ơi, Bạn ơi hãy lắng nghe. Câu chuyện buồn. Vẫn còn một tên nữa. Không biết như thế nào đây. Ô, khu vực lại hết rồi anh em ạ. À, vậy là có thể một tên này đang lang thang ở khu vực gọi là rìa khu sự kiện chăng? Rồi, nói chung là mình cứ lút đã anh em nhá. Lút đã rồi tính tiếp. Đi tìm khẩu DPS. Mẹ đi tìm cái móc xương biến dị anh em ạ. Có hai cái đấy thì đảm bảo là. Ui, sao lại là cái bao tay chứ không phải là cái vuốt xương nhỉ? Cái bao tay này mình cũng không khoái lắm đâu. Cần cái vuốt xương cơ. À đây rồi, vuốt xương đây rồi. Ui, hợp lý thế nhở. Hấp dẫn. Quá ngon luôn anh em ạ. Ui, có luôn cả DPS này anh em này. Thơm. Rồi. Thôi, combo này dùng đến cuối game cũng được. Rồi, con boss nó ra rồi. Nói chung là mình sẽ không bắn boss anh em nhá. Đấy, không bắn boss làm gì cả anh em ạ. Mất thời gian lắm. Kể mà chưa có cái vuốt xương biến dị cơ thì còn chăm chỉ bắn boss. Chứ có rồi thì thôi. Xin goodbye em boss này luôn. Đấy, giờ còn một rồi. Chắc là mình nghĩ là vừa rồi là boss. Ô, lại lên. Ôi, nó đu dù xuống kìa. Ôi, hai tên ở trên nóc nhà luôn.
Được rồi. Mấy tên này vừa đu dù xuống, chắc là cũng chưa có nhiều đồ đâu anh em. Đây có tiếng chân chạy vào này. Chạy vào là chết rồi bạn. Đồng đội bạn đâu? Đây rồi, tiếng chân ở phía dưới này. Từ từ nhá, mình chưa nghe rõ. Ai ra? Quấn bằng đít ở trong phòng bên phải. Bên phải. Bên phải. Bên phải. Ui trời. Nấp ở đấy thì bạn chết chắc rồi. Rồi, ok. Ồ, vẫn còn hai à? Ai à? Có tiếng chân, có tiếng chân đang phi vào. Úi, từ 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 anh ơi. Bình tĩnh, em làm miếng gà rán đã. Nào nào. Thanh niên, nghỉ tay làm miếng gà rán bạn ơi. Nghỉ tay làm miếng gà rán. Ui ôi, còn đúng một chấm máu luôn kìa. Ui, hấp hối anh em ạ. May quá. Lại làm thêm miếng gà rán nữa. À đây rồi, chạy ra xe rồi anh em ạ. Mất công mình chờ từ nãy đến giờ. Ô, nó ngồi trên xe này. Một. Rồi, ái da, định lái xe đi á. Định lái xe đi á. Đâu có dễ như vậy. Anh em thấy chưa, con quái vật. Có bắn. Người ngồi trong xe lắm. Ơ, thanh niên này bị dở hơi à. Đi ra nằm định tìm mình, sấy mình à. Ôi, đâu có dễ như vậy. Không biết còn không. Từ nãy giờ mình nhìn thì chỉ có hai thôi, nhưng mà cứ phi vào đi. Xui lắm thì còn hai nữa. Số DPS trong tay thì lụm ngay thêm hai mạng nữa. Nào có không? Nghĩ là chỉ có hai thanh niên này thôi anh em ạ. Hai thanh niên đến đây để bơm xăng với lại mua đồ này. Rồi, thế thôi, mình xin hai mạng nhé, khỏi cần loot luôn anh em ạ. Đủ đồ rồi. Ok, dừng lại ở đây là đẹp rồi. Ui, vẫn đang đáp bom nhau mà. Bình tĩnh đã anh em ạ. Trong Pochinki này không vội được. Pochinki mà vội là toang đấy. Ô, có thằng ở trong nhà đúng không? Ôi, cơm mẹ nấu rồi. Rồi, mình xin cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Rồi, có lẽ là lên cái lóc nhà. Đây, có tiếng chân bên trái này. Nhưng mình vẫn sợ cái đoạn ở giữa lắm. Nào, liếm trái bom đi bạn. Ái à, chạy luôn. Ủa, thanh niên không biết mình ở bên đây hay sao ấy, vẫn đắp bom sang nhà bên cạnh kìa. Rồi, bạn đắp ở cái hàng rào đấy thì vỡ cửa. Ôi, không vỡ cửa luôn kìa. Từ từ, để mình đáp vỡ cái cửa này đi đã. Vỡ cửa. Ôi, vỡ rồi. Rồi thêm một trái bom nữa. Hơi tốn bom với thanh niên này. Chết không? Chết. Ôi, bom bị cản rồi. Từ từ nhá. Thế thì mình sẽ vòng ra trái, xong rồi bắn vào cái khe cửa. Nếu mà thanh niên núp sau cửa là kiểu gì cũng bắn được vào khe anh em ạ. Đây. Đấy. Đúp với chúng tôi này. Ngon. Thanh niên Indo anh em ạ. Xứng đáng, vì bạn xứng đáng. Thôi qua loot đi, mình nghĩ là clear đấy. Nào, xem thanh niên. Ô, có tiếng chân. Vào đây bạn ơi. Ui, thanh niên nhiều đồ thế. Thôi nhưng mà mình vẫn đáp hết máu nước ra anh em nhá. Quà luôn này. Không biết boss hay người đây. Nào. Người rồi anh em ạ, người rồi. Tình hình này dễ người lắm. Ô, nhảy xuống á. Nhảy xuống với chúng tôi á. Ô, nốc à. Ui. Cũng nguy hiểm đấy. Chứ không phải là dạng vừa đâu anh em. Hổ báo cáo trồn phết đấy. Nghe thấy mình công nhà phát là nhào xuống luôn cơ mà. Có phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Rồi, ok. Không biết là thanh niên này còn đồng đội không, nhưng mà cứ ra kiểm tra xem là bạn có đồ hay không đã. Hồi lại ít bom anh em ạ. Máu nước thì chắc chắn là không còn, không cần rồi. Chỉ cần bom thôi. Mà mấy thanh niên này cũng chả đi mua gà rán nhở. Mình bắn bình thường ấy, hay gặp mấy thanh niên đi mua gà rán lắm anh em. Cứ làm thử thách, chả thấy rằng thanh niên nào đi mua gà rán cả. Cần nắm một team nào đó đi mua gà rán ở khu Pony hoặc là ở khu Prison. Không biết là đồng đội bạn còn không. Ui, ui rồi, siêu xe, ui rồi. Ui, ui, ui.
ôi, hai con xe lận vãi rồi. Ui may thế nhở. May mà gặp ở trong Pochinki ấy, chứ gặp ở trên đường chắc là hẹo rồi anh em ạ. Sợ vãi. Rồi, hổ báo. Ấy à, team này được đấy. Mình thích những team như thế này anh em ạ. Rồi, nó chia hai team rồi. Nó nhìn thấy xe là nó chắc chắn là nó biết là mình đang ở rất là gần đây rồi. Đây. Ôi. Thôi, hỏng hình rồi. Nào. Từ từ các anh ơi, để em làm miếng cà rán đã. Ui, tôi chết rồi. Kịp không? May quá kịp. Chết đi. Gạt luôn cho cay cú này. Chết đi. Một tên nữa. Chết đi. Ui. Này thì bắn chúng tôi này, cay vãi nồi luôn. Nào. Lên đây. Ấy à, thanh niên chạy cũng ghê phết nhở. Bị gạt ba người rồi, dén ngay. Đấy, sang đây. Bạn thử lên tầng 2 coi xem bạn có chết không. Ấy à, chạy sang nhà mình rồi. Xuống luôn này. Sợ ngại gì vết bẩn đâu. Lên đây bạn. Lên đây. Lên đây là một sọc quy tiên. Ấy à, đắp bom à. Ơi, mỡ ấy mà húp. Mỡ đấy mà húp. À, bạn chạy ra đây. Thanh niên này dư bom à. Nào, đi sang bên phải là chết liền này. Ê, lại đáp bom. Chạy trái này. Chạy vào nhà, ở đây rồi. Ui ôi, bé máu kìa. À, trời ơi, hết đạn. Không để ý đạn nữa rồi. Mẹ, quả đấy mà có đạn là thanh niên chết rồi đấy. Có tiếng bắc ghi anh em ạ. Không biết là đồng đội nó hay là team khác đến cover đây. Từ từ đã nhá, chậm lại. Đây rồi, thanh niên. Thanh niên vừa giết cái tên mặc thánh giáp rú rồi. Ai, trèo nóc nhà cũng căng đấy. Cầm MG đúng không? Đến. Thanh niên này biết chơi anh em ạ. Nghe tiếng rút chốt là bắt đầu di chuyển con này. Ui, cũng tính phết đấy chứ không phải đùa đâu nhá. Rút trái bom cái là di chuyển ngay. Rồi, rất tiếc cho bạn nhá. Ok, cất tạm con xe vào chỗ nào nó an toàn tí. Bo này đẹp quá. Bo này mà co vào trong Pochinki là hết sảy con 37. Ôi. Này thì ngồi trên đây. Thanh niên Trung Quốc ngồi trên đây ạ, à, vãi nồi. Tôi sợ bạn luôn rồi đấy. Quá sức sợ hãi anh em ạ. Ảo ma Canada. Ngồi im luôn ạ. Mình đến không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Cũng cầm MG ấy chứ có phải dạng đùa đâu. Mẹ. Còn 3 tên nữa. Trong nhà mình thì ít nhất có một tên rồi. Không biết một hay hai luôn anh em ạ. Ủa? Cái con que gì ấy? Cờ lia luôn này. Ai già, thế thì hai tên ở trong nhà rồi. Ok bạn nhá. Một nét này. Từ. Nhảy xuống. Mẹ không nhảy à? Hai thằng mà sao dén thế nhở? Nào thêm trái nữa này. Cái đẹp trà lụa. Ủa sao thằng kia? Sao nó ngồi ở đấy mà cái thằng đứng ở trong cái rãnh này không bắn nhở? What the hell? Cái gì vậy? Không hiểu luôn anh em ạ. Em mất quả top 1 kiểu what the hell vãi nồi luôn đấy. Ở đây, nó đứng ngay đây mà nó không bắn thằng ở rãnh này. Ảo vãi nồi. Gì vậy trời? Top 1 trong tầm tay rồi mà còn để tuột mất anh em ạ. Cay đắng thật. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.